Xin chào các bạn nha. Hôm nay máy tính Phạm Dũng sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu laptop Dell rất là đẹp. Đấy. Đây là cái mẫu Dell mà mình đang muốn giới thiệu cho các bạn này. Đấy. Máy rất là mỏng. Đây, mình gập vào cho các bạn xem nhé. Máy rất mỏng luôn. Đầy đủ các cổng, cổng LAN, USB này, HDMI, cổng sạc. Máy nhìn rất là mới. Đây. Máy cực kỳ đẹp luôn. Mặt trước, mặt sau. Cái mã máy mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là máy con này là đây. Model ở đây là Dell 74E7450 các bạn nhé, E7450. Đấy. Máy rất mỏng và đẹp, nó chỉ rơi tầm cân 3 đến cân rưỡi thôi. Thì cấu hình của máy thì con này rất là cao, cấu hình Core i5, RAM 4GB hoặc 8GB tùy vào các bạn đặt hàng nhé. Đấy, chip i5, ổ cứng SSD 120GB. Các bạn có thể nâng cấp lên 256 tùy. Sau này mình sẽ cài hết tất cả những cái phần mềm cần thiết để các bạn ở nhà sử dụng thôi. Đang cài hệ điều hành Windows 10 nhé.